Xin chào mừng các khán giả của FPT Play. Bản tin bóng đá Việt ngày 6 tháng 9 đã sẵn sàng để gửi tới quý vị những thông tin nóng hổi của bóng đá Việt Nam cũng như khu vực. Thưa quý vị, dù đang gặp nhiều khó khăn tại đội bóng nước Pháp Pau FC, nhưng sắp tới đây, tiền vệ Quang Hải sẽ có cơ hội quay trở về với bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam sau khi có quyết định triệu tập lên đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo tiền phong, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gọi Quang Hải trở lại đội tuyển Việt Nam cho trận giao hữu sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, VFF đã đặt vé máy bay cho Quang Hải. Ngoại binh của Pau FC sẽ trở về nước ngày 18 tháng 9 và trở lại Pháp vào ngày 28 tháng 9 để thi đấu cho câu lạc bộ. Như vậy, so với các đồng đội, Quang Hải sẽ tập trung muộn hơn một ngày. Đây là giải đấu diễn ra trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Hai đội khách mời giải đấu tham dự gồm Ấn Độ và Singapore. Trong đó Singapore chung bảng B với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Tại giải lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ công bố danh sách triệu tập vào ngày 16 tháng 9 sau khi V-League kết thúc lượt trận 16. Do giải đấu sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống FIFA Days, huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền triệu tập Quang Hải. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi ở AFF Cup 2022 khi Pau FC có quyền từ chối trả người khi giải đấu không nằm trong loạt FIFA Days. Trường hợp Quang Hải không được về nước để tham dự AFF Cup, đó sẽ là một tổn thất lớn cho đội tuyển khi cựu sao của Hà Nội FC là trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã nhiều năm nay. Sau chiến thắng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Sự trở lại ấn tượng này giúp đội bóng Thành Nam nhận được khoảng thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng và đây cũng là số tiền thưởng cao nhất tại V-League 2022 cho mỗi trận thắng. Chắc chắn mức tiền thưởng khổng lồ này là cú hích tinh thần với các cầu thủ câu lạc bộ Nam Định trong cuộc chiến chụp hạng V-League năm nay. Theo thống kê, câu lạc bộ Nam Định đang là đội bóng được thưởng nhiều nhất ở tại V-League năm nay. Những khoản tiền thưởng là động lực lớn để các cầu thủ, ban huấn luyện đội bóng cố gắng, nỗ lực chơi thật tốt cho mục tiêu trụ hạng tại V-League 2022. Tối ngày 4 tháng 9, câu lạc bộ Nam Định đã có trận đấu xuất sắc trên sân Thống Nhất gặp đội chủ nhà là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là trận cầu 6 điểm vì cả hai đội chỉ cách nhau một điểm và gần khu vực xuống hạng. Với một lối chơi hợp lý, câu lạc bộ Nam Định đã có bàn thắng ở gần cuối hiệp 1. Pha lập công của Mạnh Hùng cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng quan trọng giúp Nam Định vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hùng Việt đã nhận khoản thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng. Ban điều hành của đội bóng Thành Nam đã nâng mức thưởng lên thành 1 tỷ đồng nếu giành chiến thắng trên sân nhà và nhận 1,2 tỷ đồng nếu giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách. Đây cũng là số tiền thưởng cao nhất V-League cho mỗi một chiến thắng. Tại giải Futsal câu lạc bộ Đông Nam Á 2022 đang diễn ra tại Thái Lan, câu lạc bộ Sahako của Việt Nam đã sớm giành tấm vé tiến vào bán kết của giải trước một vòng đấu nhờ chiến thắng đậm đà của đại diện Malaysia Selangor MAC. Bảng B giải Futsal câu lạc bộ Đông Nam Á 2022 đã diễn ra lượt trận thứ hai. Selangor MAC của Malaysia đã giành chiến thắng đậm đà 6-0 trước Ramelau của Timor Leste với tỷ số 6-0. Bảng B chỉ có 3 đội. Ramelau đã toàn thua cả hai trận đấu nên chắc chắn bị loại. Trước đó, đại diện của Futsal Việt Nam là Sahako thắng Ramelau với tỷ số 2-0. Cùng thắng sau trận đấu đầu tiên của vòng bảng nên Sahako và Selangor MAC đã chắc chắn giành vé vào bán kết. Giải Futsal câu lạc bộ Đông Nam Á 2022 đang diễn ra tại Thái Lan. Dự giải gồm có 7 đội. Ngoài 3 đội ở bảng B, bảng A có 4 đội gồm Hong Yen Thakam của Thái Lan, Dathau Sport của Campuchia, BTS FC của Indonesia và Perwira của Brunei. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới cập nhật về bóng đá Việt Nam cũng như khu vực. Cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Huỳnh Như đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thi đấu và có thể ra sân trong màu áo lanh FC ở lượt trận khai mạc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vào ngày 11 tháng 9 trong trận làm khách trên sân Sport Complex của câu lạc bộ Valladares. Trước đó, Huỳnh Như đã hoàn tất các thủ tục hợp đồng, kiểm tra y tế và ra mắt lanh FC. Tuy nhiên phải đến hôm nay, đội trưởng đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam mới được cấp giấy chuyển nhượng quốc tế ITC của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, thủ tục cuối cùng để có thể ra sân thi đấu cho lanh FC. Thay hợp đồng đã ký, Huỳnh Như sẽ khoác áo lanh FC với thời hạn 1 năm và nếu được ra sân thi đấu, cô sẽ trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một giải đấu của châu Âu. Đây cũng là cơ hội để Huỳnh Như nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 7 năm sau.
sau khi Trung Quốc xin rút lui ở vai trò chủ nhà. Indonesia đang tích cực chạy đua Sri Lanka vòng chung kết của kỳ Asian Cup 2023. Và mới đây, đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện thi đấu tại quốc gia này nhằm đánh giá khả năng tổ chức giải đấu lớn nhất của châu Á dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhìn chung AFC khá hài lòng về cơ sở vật chất của xứ sở vạn đảo. Và điều đó cho thấy Indonesia đang rất sáng cửa trong việc giành quyền đăng cai vòng chung kết bóng đá châu Á năm tới. Nếu Indonesia giành được quyền đăng cai Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn bởi đội bóng xứ vạn đảo sẽ bằng nhiên được đẩy lên nhóm hạt giống. Đội tuyển Việt Nam hiện đứng ở nhóm 2 và như vậy sẽ bị rớt nhóm. Do đó sẽ mất đi lợi thế ở lễ bốc thăm vì sẽ gặp phải các đối thủ mạnh ở nhóm 2 như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq, Oman, Trung Quốc và Syria. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.